Xuất khẩu nông sản nhiều tín hiệu khả quan. Giá vàng đồng loạt tăng. Miền Bắc đón rét đỉnh điểm đúng đêm Noel. Thẩm mỹ và chức năng trong nha khoa phục hồi sứ dán là cơ hội để các bác sĩ nha khoa được tiếp cận với những kiến thức mới liên quan đến phục hồi sứ dán. Xin kính chào quý vị, vừa rồi là những thông tin chính có trong chương trình 10 phút vàng hôm nay. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023 là một năm đầy khó khăn thách thức với các ngành kinh tế, trong đó có nông nghiệp. Tuy nhiên, nông nghiệp vẫn tiếp tục khẳng định vị thế là trụ đỡ của nền kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia và tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao. Chưa đầy 15 ngày nữa thì sẽ kết thúc năm 2023. Lúc này các hoạt động xuất khẩu nông lâm thủy sản đều diễn ra nhộn nhịp, nỗ lực đạt mức cao nhất để đạt mục tiêu là 54 tỷ đô la Mỹ của năm cũng như đầu năm sau. 11 tháng của năm nay, hai ngành hàng chủ lực là thủy sản và lâm sản đã giảm lần lượt là 19 và 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên bù lại thì hai mặt hàng trong nhóm nông sản lại bứt phá với sức tăng trưởng ấn tượng, đó là rau quả đạt trên 5,3 tỷ đô la Mỹ, vượt mục tiêu cả năm 2025 và gạo đạt 4,4 tỷ đô la Mỹ, cũng là con số chưa từng có. Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành thông tư số 36 sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới. Theo đó, quy chuẩn mới của Bộ Giao thông Vận tải đã phân nhóm rõ các loại ô tô chuyên dùng, ô tô chở người chuyên dùng và ô tô chở hàng chuyên dùng khi thử nghiệm khí thải, giải thích thêm một số thuật ngữ đối với xe hybrid, cập nhật mức tiêu chuẩn khí thải đối với xe được thiết kế đáp ứng nhu cầu đặc biệt của xã hội. Hiện thị trường đang ấm dần khi dịp Noel và năm mới đang đến gần, sức mua tại nhiều thị trường quốc tế cũng dần tăng. Nhiều doanh nghiệp trong ngành hàng dệt may đã tăng đơn hàng trong quý tư. Đây chính là nền tảng để thị trường phục hồi trong năm 2024. Trên cơ sở đó, ngành đặt mục tiêu xuất khẩu cả năm tới vào khoảng 44 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,2% và so với năm 2023 và tiệm cận mức kỷ lục của năm 2022. Đây là tham vọng lớn. Các chuyên gia cũng cho rằng ngành đang đứng trước nhiều cơ hội, trước hết tại nhiều thị trường nhập khẩu dệt may lớn của Việt Nam như là Mỹ hay EU hiện đang có những dấu hiệu phục hồi. Thêm nữa, mặt bằng lãi suất cho vay trong nước cũng đã giảm đáng kể sau những chỉ đạo của chính phủ, nỗ lực điều hành của ngân hàng nhà nước giúp giảm chi phí lãi vay cho doanh nghiệp. Trong phiên giao dịch gần nhất, giá vàng trong nước sáng nay 19 tháng 12, giá vàng miếng và vàng nhẫn đã tăng phổ biến từ 100.000 cho đến 200.000 đồng một lượng, rút ngắn khoảng cách đối với giá vàng thế giới quy đổi. Hơn 9 giờ sáng nay, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 73,55 triệu đồng một lượng mua vào và 74,5 triệu đồng một lượng bán ra. So với sáng qua, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện tăng 150.000 đồng một lượng ở mỗi đầu giá. Vàng nhẫn tròn trơn 4 số 9 hiệu Phú Quý có giá 61,4 triệu đồng một lượng và 62,45 triệu đồng một lượng, tương ứng giá mua và bán, tăng 100.000 đồng một lượng ở mỗi đầu giá. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ đang cao hơn 14,6 triệu đồng một lượng, từ chỗ cao hơn 14,8 triệu đồng một lượng vào sáng hôm qua. Giá vàng nhẫn đang cao hơn thế giới 2,6 triệu đồng một lượng, từ mức chênh lệch 2,9 triệu đồng một lượng vào sáng qua. Nếu như trước đây một hàm răng chắc khỏe có thể được coi là một hàm răng đẹp, nhưng mà ngày nay thì tiêu chí ấy chỉ đáp ứng được 50% nhu cầu của con người. Nhất là trong thời đại công nghệ 4.0, một hàm răng hoàn hảo không chỉ chắc khỏe mà còn phải đáp ứng cả về mặt hình thức, tính thẩm mỹ và bảo đảm chức năng. Vì thế mà hội thảo thẩm mỹ và chức năng trong nha khoa phục hồi sứ dán là cơ hội để cho các bác sĩ nha khoa được tiếp cận với những kiến thức mới liên quan đến phục hồi sứ dán. Ở các quốc gia phát triển trên thế giới, từ lâu đã ứng dụng công nghệ vào hoạt động thăm khám, điều trị cũng như thẩm mỹ trong nha khoa. Mặc dù là một thị trường đi sau, nhưng tại Việt Nam, ngành nha khoa đã nhanh chóng tiếp cận công nghệ hiện đại mới nhằm giúp tối ưu quá trình điều trị, tiết kiệm thời gian và chi phí cho khách hàng. Hiện nay, khi người bệnh tìm đến các phòng khám nha khoa, ngoài điều trị bệnh lý thì vấn đề thẩm mỹ cũng được nhiều người quan tâm, nhất là liên quan đến khớp cắn. Về lĩnh vực răng miệng thì nó có nhiều lĩnh vực mà người dân quan tâm, nhưng mà đặc biệt là cái cắn khớp. Thực ra cái cắn khớp nó giúp cho có hai việc, một là không những là nó mang lại cái vai trò thẩm mỹ, nhưng cái thứ hai là nó mang lại cái vai trò phòng bệnh. Vì nếu mà khớp cắn mà tốt thì sẽ ngăn ngừa được cái bệnh nha chu viêm và sâu răng. Hội thảo thẩm mỹ và chức năng trong nha khoa phục hồi xứ Dán do cộng đồng cắn khớp phối hợp cùng khoa răng hàm mặt trường Đại học Y Dược Hải Phòng, Hội Răng Hàm Mặt Hải Phòng, Công ty Anh Khải và Trung tâm Đào tạo THL tổ chức, với mong muốn mang đến cho các bác sĩ nha khoa những kiến thức và góc nhìn mới liên quan đến phục hồi xứ Dán. Alors l'objectif de la conférence d'aujourd'hui. Ý nghĩa của cái buổi hội thảo ngày hôm nay muốn giới thiệu tất cả những cái kỹ thuật mà mới nhất, hiện đại nhất ở trong cái lĩnh vực đó là phục hồi xứ Dán, thì nó mang lại thứ nhất là phục hồi về cái phần thẩm mỹ, và cái thứ hai nữa là cái tính ít xâm lấn của nó, cũng như xứ là một cái vật liệu là nó mang tính tương hợp sinh học và thẩm mỹ cao, thì cũng như là chúng ta cũng cần phải theo những cái phần mà nguyên tắc của trong cái việc là thực hiện những cái phục hồi, nó phải có những cái chỉ định đúng. Nó rất vui là vì trong cái buổi hội thảo hôm nay thì nó mang được lại tình bạn quốc tế Việt Nam và Cộng hòa Pháp. Giáo sư Lasse là một giáo sư có kinh nghiệm về căn khớp. Vậy là những cái trao đổi này thì các cái hội thảo viên có thể là cập nhật được những kiến thức mới để mà áp dụng vào trong các lĩnh vực răng hàm mặt. Xu hướng trong ngành nha khoa thẩm mỹ hiện nay như nha khoa không xâm lấn, can thiệp tối thiểu, bảo tồn tối đa mô răng, đảm bảo chức năng ăn, nhai tốt, ánh màu cùi răng thật nên có độ tự nhiên cao và giữ lại khớp cắn của bệnh nhân mà chỉ thay đổi màu sắc và hình thể phía ngoài răng. Vì thế, những kiến thức từ buổi hội thảo, đặc biệt nhờ vào sự kiểm soát dán sứ, nha khoa phục hồi hiện đại có thể tự đổi mới nhưng vẫn giữ được chức năng khớp cắn và kiến thức về vật liệu sinh học để kéo dài tuổi thọ tối đa cho phục hình là kiến thức mới giúp bác sĩ nha khoa có thêm kinh nghiệm để chăm sóc tốt nhất cho người bệnh. Những hình ảnh hoa phượng, nhà ga, bến cảng, con tàu, ngọn đèn hay là ngọn hải đăng đã in đậm trong tâm trí của mỗi người dân thành phố. Mỗi thế hệ người Hải Phòng được nuôi dưỡng tình yêu với thành phố quê hương qua những bài giảng, những câu chuyện nhỏ và thậm chí là cả những học cụ hàng ngày gắn bó với các em. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với một lớp học của trường tiểu học Nguyễn Văn Tố, quận Lê Chân. Ngôi trường đã có những giải pháp sáng tạo, ươm mầm tình yêu quê hương trong các em nhỏ bằng các hình mẫu giá sách độc đáo. Và là biểu tượng của thành phố Hải Phòng. Biểu tượng của lớp chúng con là yêu Hải Phòng. Đoàn tàu đang đến ga Hải Phòng. Chúng con đi đâu cũng muốn được trở về Hải Phòng của chúng con. Chúng tôi cũng rất là chi tiết ở từng không gian nào cũng có tiếng nói để nói lên cái tình yêu thành phố. Ngay như những cái giá sách của các em thì chúng tôi cũng phải trang trí nó theo cái chủ đề, có thể có những lớp là cái bến tàu hỏa, cái nơi mà trở về. Thế rồi cũng có những lớp là chúng tôi trang trí là cái bến cảng xa khơi, nơi ra đi để trở về. Có những cái giá sách ấy, chúng tôi trang trí cái ngọn đèn biển đấy, cũng là một cái biểu tượng của thành phố. Có thể nói ở mọi cái ngóc ngách, mọi cái không gian thì chúng tôi đều tranh thủ để có cái chủ đề bồi dưỡng cái tình yêu thành phố cho các em. Bài học đầu tiên có bóng hình núi sông yêu thương những cánh đồng. Theo chuyên gia khí tượng, do không khí lạnh tăng cường, đợt rét đậm đang diễn ra tại miền Bắc sẽ kéo dài ít nhất là đến ngày 25 tháng 12. Vùng núi cao có nơi còn xuống dưới 0 độ C. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, một bộ phận không khí lạnh đang tăng cường xuống miền Bắc nước ta, ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó đến Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An, trời tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế trời rét. Tại vùng núi phía Bắc, nhiệt độ xuống dưới 3 độ C, đồng thời mây mỏng về đêm khiến khu vực núi cao có thể xuống dưới 0 độ C nên khả năng cao xuất hiện băng giá và mưa tuyết. Như vậy, khả năng cao miền Bắc đón rét đỉnh điểm đúng đêm Noel. Hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình 10 phút vàng hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.